Sáng ngày 12 tháng 6, đồng chí Lê Trí Thái huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã kiểm tra công tác dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại bể bơi xã Đại Đồng và Cung Thiếu Nhi huyện. Cùng đi có lãnh đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện để chủ động kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trong môi trường nước nhằm giảm thiểu tối đa các trường hợp đuối nước trên địa bàn huyện. Năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức dạy bơi miễn phí cho 120 trẻ em trên địa bàn huyện, tại bể bơi thuộc xã Đại Đồng và bể bơi cung thiếu nhi huyện Vĩnh Tường. Đối tượng tham gia là trẻ em nam và nữ từ đủ 9 tuổi đến dưới 16 tuổi, đang sinh sống trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, chưa tham gia các lớp dạy bơi miễn phí do ngành lao động, thương binh và xã hội huyện tổ chức. Trong thời gian 10 ngày diễn ra khóa học, các em đã đang được trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành về bơi lội như kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn trong môi trường nước, những nguyên nhân, nguy cơ và cách phòng chống đuối nước cho trẻ em khi tham gia bơi lội, hướng dẫn cách sơ cấp cứu khi xảy ra trường hợp bị đuối nước, kỹ năng trườn sấp, bơi ếch, bơi ngửa, bơi sải. Qua kiểm tra, đồng chí Lê Chí Thái huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao việc đầu tư trang thiết bị tại các bể bơi và trình độ chuyên môn của các giáo viên dạy bơi. Với phương pháp vừa học lý thuyết, vừa thực hành ngay tại bể bơi, giúp các em có điều kiện vận dụng và kiểm tra ngay những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong bơi lội, biết cách xử lý các tình huống dưới nước đồng chí cũng yêu cầu ban tổ chức lớp học tập trung để truyền đạt kiến thức kỹ năng bơi lội đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu trong suốt quá trình diễn ra khóa học bơi